Thưa quý vị, mới đây Bệnh viện Gia Liễu Trung ương vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam 30 tuổi ở Hải Dương đến khám trong tình trạng bỏng rát khắp vùng cổ do bị kiến ba khoang cắn. Và sau 2 ngày tự điều trị mà không đỡ, bệnh nhân đến viện với tổn thương đỏ, rát, nổi mụn mù. Thông tin có trên báo điện tử Người lao động. Kiến ba khoang chứa độc tố Pederin có độc tính mạnh gấp nhiều lần nọc rắn hổ mang, tuy nhiên lượng tiếp xúc nhỏ và chỉ gây tổn thương ngoài da, khi bị cắn da có thể xuất hiện nốt ban đỏ sưng thành mụn mủ, phòng rộp trong vòng 12 cho tới 36 giờ. Kiến ba khoang thường xuất hiện ở các khu dân cư, chung cư, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa hoặc sau mưa lớn. Ban đêm chúng bị thu hút bởi ánh đèn và bay vào nhà. Khi gặp kiến ba khoang, người dân nên thổi nhẹ hoặc hất ra, tránh trà sát làm độc tố lan rộng. Bác sĩ khuyến cáo nếu nghi ngờ tiếp xúc với kiến ba khoang, cần rửa vùng da bị ảnh hưởng bằng nước sạch và không tự ý dùng thuốc. Người bệnh nên đến cơ sở y tế để được điều trị đúng cách và thường thì sẽ khỏi sau 5 đến 7 ngày. thưa quý vị từ trước đến nay thì chúng ta cũng đều nhắc nhiều về các thể loại tranh như là tranh trì này tranh màu bột tranh màu nước hay là tranh sơn dầu rồi là lụa khắc gỗ nữa tuy nhiên để mà nói rằng là tranh vẽ bằng bút bi thì là một cái thể loại mà chắc là ít người đề cập đến ạ vâng đúng vậy và như chúng ta biết thì bút bi khi mà đã vẽ xuống rồi thì không thể tẩy xóa được nữa đúng không ạ nên là chắc chắn những cái nét vẽ cũng phải rất là chắc à, vậy nên là em à, Sinh ngọc trâm có biết không bút bi thì vốn là ngòi của nó rất là nhỏ đúng không ạ? nên là người vẽ phải vẽ từng chi tiết một, vẽ đa nét và cái nét làm sao để tạo thành một cái bức tranh sống động. Hơn nữa thì bản chất của bút bi cũng có thể là ít sắc, ít cái sắc mực hơn để tìm ra màu phối thì rất là khó và độ đậm nhạt khi mà sử dụng bút bi thì lại càng khó hơn nữa. Đấy ạ. Dạ vâng thế nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay tôi lại nhắc đến cái việc là tranh được khắc bằng bút bi bởi vì là đã có một họa sĩ gen z ở tại Hà Nội cũng đã gây sốt cộng đồng mạng bởi một cái bức tranh được vẽ về Hà Nội của người này và từ một dụng cụ tưởng như rất là bình thường thôi đó là cây bút bi thế nhưng qua bàn tay tỉ mỉ cũng như là tâm hồn của một người nghệ sĩ thì chàng trai này đã biến những bức tranh trở nên sống động và đong đầy cảm xúc đấy ạ việc chỉ sử dụng những chiếc bút bi mà có thể là tạo ra được những cái bức tranh sống động như vậy đúng không chị Ngọc Thanh? À, dạ vâng ạ và cũng có một cái câu nói như thế này chị Nhẫn à, nghệ thuật thì là không giới hạn ạ và nghệ thuật của mỗi con người thì lại luôn là khác nhau và tôi nghĩ rằng là với cái sự kiên trì của mỗi một người thì cũng như là cái sự đam mê theo đuổi phong cách thì mọi người cũng sẽ có thể tạo nên những cái sự khác biệt riêng biệt và cái dấu ấn của bản thân mình trong từng cái tác phẩm như là cái trang họa sĩ tên này đã tạo ra. Vâng đúng là như vậy ạ và cũng xin được chia sẻ thêm tới quý vị khán giả là trong tương lai thì họa sĩ trẻ nguyễn văn luận cũng mong muốn là có thể tổ chức một triển lãm cá nhân để những tác phẩm của mình đến gần hơn với công chúng và anh hy vọng rằng là mỗi bức tranh sẽ là một câu chuyện một góc nhìn mới mẻ về hà nội giúp người xem cảm nhận được sự tinh tế cũng như là nét đẹp mộc mạc vốn có của nơi đây Thưa quý vị, là tình trạng điện yếu kéo dài tại xã Hà Sơn, huyện Hòa Trung của tỉnh Thanh Hóa đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân và các thôn Vĩnh An, Ngọc Sơn và Chí Phúc thì đều phải đối mặt với tình trạng này trong nhiều năm, khiến cho các thiết bị điện cơ bản như là nồi cơm điện, điều hòa và tivi không thể hoạt động bình thường. Bài viết được đăng tải trên báo Giáo dục thời đại. Theo bà Lê Thị Luyến, người dân thôn Ngọc Sơn, gia đình bà buộc phải cắm cơm từ sáng nếu như muốn ăn trưa và từ chiều để có bữa cơm tối. Những ngày hè quạt thậm chí là không quay nổi, còn các gia đình có nhu cầu mua máy giặt, tủ lạnh hay là điều hòa cũng không dám mua vì sợ điện không đủ tải. Ông Trần Văn Gian, một cư dân khác tại thôn Ngọc Sơn cho biết, người dân đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc họp địa phương thế nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện. Điện yếu không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn làm hư hỏng các thiết bị điện và gây thiệt hại kinh tế cho các gia đình làm kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Ngọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Sơn cho biết, đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị lên công ty điện lực nhưng chưa được xử lý. Nguyên nhân chính là hạ tầng đường dây đã cũ và không đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng cao. Đại diện công ty cổ phần quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa xác nhận đã khảo sát và dự kiến xây một trạm biến áp mới tại thôn Ngọc Sơn, hoàn thành vào nửa đầu năm 2025. Đây được coi là giải pháp lâu dài để cải thiện chất lượng điện, giúp người dân yên tâm sinh hoạt và sản xuất. Xin được chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác trên báo Việt Nam Plus. Thưa quý vị, sát dịp lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, giá hoa hồng tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng có xu hướng tăng mạnh, cao gấp nhiều lần so với bình thường. Ghi nhận vào ngày 12 tháng 11 vừa qua thì giá hoa hồng cắt cành tại vườn đã dao động từ 3.000 cho tới 6.500 đồng một cành tùy loại. Trong đó thì hoa hồng đỏ ngoại có giá cao nhất là từ 5.500 cho tới 6.500 đồng một cành, tăng gần gấp 3 lần so với tuần trước. Các màu hoa hồng khác như là màu sô-cô-la, cappuccino hay là xám khói, cam đào thì cũng tăng, dao động từ 3.000 cho tới 5.000 đồng một cành. Theo các chủ vựa thu mua, hoa hồng Đà Lạt năm nay đa dạng về màu sắc, đặc biệt với các giống ngoại nhập được thị trường ưa chuộng, khiến giá biến động từng ngày, dù còn hơn một tuần nữa mới đến ngày lễ. Ngoài hoa hồng, giá của một số loại hoa khác cũng tăng nhẹ. Hoa ly tăng 5.000 đồng tới 90.000 đồng một bó trên 5 cành. Hoa hồng, hoa đồng tiền tăng 4.000 đồng lên 32.000 đồng một bó 10 cành. Hiện Đà Lạt có khoảng 900 ha diện tích trồng hoa, trong đó 300 ha là hoa cúc, còn lại chủ yếu là hoa hồng, trồng nhiều tại làng hoa Vạn Thành và mở rộng ra thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, giáp Đà Lạt. Theo tạp chí kiến thức.net, dây tơ hồng từng là loại cây mọc dại ở các bờ rào thì nay trở thành đặc sản có giá trị cao được bán với giá hơn 100 000 đồng một kg Tơ hồng là loại dây leo ký sinh, vươn dài và hút dinh dưỡng từ cây chủ, thường mọc nhiều ở vùng quê và trước đây thì người dân thường loại bỏ dây tơ hồng để tránh ảnh hưởng đến cây trồng. Tại miền Tây từ xa xưa, dây tơ hồng vàng được sử dụng như là một loại rau dân dã. Loại rau này có thể chế biến thành nhiều món như kho cá, nấu canh tép, xào tỏi hoặc là luộc chấm mắm nêm. Ngày nay tơ hồng vàng được bán tại các cửa hàng đặc sản với giá lên đến 120.000 đồng một kg cho loại giấy khô, đóng túi. Theo người bán, tơ hồng vàng mọc tự nhiên nên đảm bảo sạch và an toàn. Mặc dù đa phần khách mua để làm thuốc, loại rau này cũng mang vị cay nhẹ, ngọt, ăn rất lạ miệng và ngon. Thưa quý vị, dù là sở hữu khối tài sản sao hoa khổng lồ với nhiều bất động sản từ penthouse ở Miami, biệt thự ở London cho đến nhà tại Dubai thì danh thủ lưng danh David Beckham hiện chọn lối sống giản dị và gần gũi với thiên nhiên. Anh dành thời gian chăm sóc nông trại trị giá 350 tỷ đồng ở Cotswolds nơi mang đến cho anh cuộc sống yên bình và thỏa mãn sở thích làm vườn. Tạp chí kiến thức.net có đưa tin Tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên trù phú, nông trại của Bách Khăm gồm khu nhà sang trọng và không gian rộng lớn để trồng rau nuôi gà. Tại đây anh trồng nhiều loại rau củ như là cà rốt, bí ngòi, củ cải và các loại hoa, tận tay chăm sóc từng cây khi còn là hạt giống đến lúc thu hoạch. Rau củ quả từ khu vườn được gia đình Bách Khăm sử dụng trong bữa ăn mang lại trải nghiệm tươi ngon và đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, Bách Khăm còn có khu vực nuôi ong và thường xuyên chia sẻ niềm vui từ những sản phẩm thu hoạch như hành lá, củ quả tự tay trồng. Hình ảnh một David Beckham giản dị giữa nông trại khiến người hâm mộ thích thú và ngưỡng mộ. Thưa quý vị, theo tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, cây điều Brangi tại Rio Grande, North Brazil thì hiện đang là cây điều lớn nhất thế giới với chu vi khoảng 500m và diện tích bao phủ lên tới 8 400 m vuông. Theo truyền thuyết thì cây được một ngư dân trồng vào năm 1888 và sau đó đã phát triển thành cây khổng lồ lớn gấp 70 lần cây điều thông thường. Được biết là Brangi cho ra hơn 60.000 quả mỗi năm và thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch từ khắp nơi tới Brazil để chiêm ngưỡng. Các chuyên gia lý giải rằng sự phát triển bất thường của cây là do dị tật di truyền khiến nhánh cây mọc ngang ra thay vì là hướng lên trên. Khi tiếp xúc với mặt đất, các nhánh này mọc dễ mới và tiếp tục phát triển, tạo nên hình dáng độc đáo của cây. Cây điều Prangi nằm trên bãi biển Pirangi Dunos, được kỷ lục Guinness công nhận là cây điều lớn nhất thế giới, đã trở thành điểm đến thu hút khoảng 300.000 du khách mỗi năm.